Thưa quý vị, hôm 4 tháng 5 vừa qua, EU đã đưa ra đề xuất loại bỏ hoàn toàn nguồn dầu từ Nga. Với quyết định này, châu Âu tin rằng đây sẽ là đòn chí mạng nhằm vào nền kinh tế Nga. Thế nhưng, cấm vận năng lượng sẽ là trò chơi thiệt hại cho cả hai phía, bởi tẩy chay dầu của Nga là đòn giáng trực tiếp vào túi tiền của điện Kremlin. Nhưng EU cũng sẽ phải chi nhiều hơn để tìm kiếm nguồn hàng thay thế. Và quan trọng hơn là những tác động của lệnh cấm vận dầu mỏ này tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu thế giới tuần này đã tăng thêm 5% sau khi EU đưa ra đề xuất trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ Nga. Theo giới chuyên gia, đây là một mức tăng khiêm tốn bởi EU mới chỉ đưa ra đề xuất, còn cần 27 nước thành viên thông qua, và châu Âu cũng không cấm vận ngay mà có lộ trình từ nay tới cuối năm. EU cấm vận dầu mỏ Nga, đó là cú sốc hai chiều, bởi sau hàng thập kỷ phụ thuộc vào năng lượng của Nga, thì giờ đây, nếu cắt nguồn cung, nga hắt hơi thì EU cũng bị cảm lạnh. Hiện có khoảng hơn 25% nguồn dầu thô của châu Âu được nhập khẩu từ Nga. Vì thế, lệnh cấm hoàn toàn dầu từ Nga sẽ tác động rất lớn đến hệ thống năng lượng châu Âu trong tương lai. Để giảm phụ thuộc năng lượng từ Nga, một số quốc gia đã lên các kế hoạch chuyển đổi hoặc tìm nguồn cung thay thế. Hiện tại, nguồn dầu từ Ả Rập Xê Út là phù hợp nhất, nhưng Riyadh chưa có động thái tăng sản lượng khai thác để đáp ứng nhu cầu của châu Âu. Trong khi đó, nguồn cung từ Iran hay Venezuela cũng vướng phải các lệnh cấm vận quốc tế. Chúng ta đang nói về khả năng thay thế hơn 3 triệu thùng dầu mỗi ngày của Nga, cả về dòng chảy đường biển và đường ống. Và đây không phải là những vấn đề có thể dễ dàng giải quyết. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi nguồn cung dầu cũng khiến các nước sẽ phải chuyển đổi cả về hạ tầng kỹ thuật đi kèm, một quyết định rất tốn kém. Tất nhiên, Nga sẽ gặp khó khăn. Sản lượng dầu của Nga đang chịu nhiều áp lực khi đóng góp của xuất khẩu dầu vào ngân sách rất lớn. Moscow đang phải tìm kiếm thị trường mới để thay thế những khách hàng truyền thống ở châu Âu. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định, ngay cả sau lệnh cấm vận của châu Âu, giá dầu tăng mạnh có thể giúp Nga thu số tiền lớn từ việc xuất khẩu năng lượng. Nếu châu Âu chỉ giảm khối lượng nhập khẩu từ Nga, chúng ta thấy giá dầu trên thị trường toàn cầu tăng lên, giá khí đốt ở châu Âu tăng lên có cả khả năng xảy ra tình trạng thay thế giữa các loại nhiên liệu. Điều đó có nghĩa là trong ngắn hạn, thu nhập của Nga thậm chí tăng lên do lệnh cấm. Các chuyên gia dự báo, trong ngắn hạn, việc cắt giảm mạnh nhập khẩu đối với dầu mỏ và khí đốt từ Nga là bất khả thi đối với châu Âu. Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để giảm sự phụ thuộc là giảm lượng tiêu thụ. Trong ngắn hạn, châu Âu có thể thay thế nguồn cung dầu thô của Nga như Iraq, Libya và Iran. Trong trung hạn, EU sẽ tính tới các nhà cung ứng như OPEC, Na Uy, Anh, Bắc Mỹ và Châu Phi. Còn trong dài hạn, khí thiên nhiên hóa lỏng, than đá và các loại năng lượng tái tạo có thể đóng vai trò là các lựa chọn thay thế cho khí đốt Nga. Chúng tôi đang trong quá trình tăng tốc xây dựng hạ tầng năng lượng mới, các nhà ga để đưa khí thiên nhiên hóa lỏng tới Đức. Do đó, chúng tôi không còn cần tới khí đốt và đường ống dẫn khí từ Nga nữa. Phải mất một thời gian để xây dựng hạ tầng mới, nhưng chúng tôi đang đạt được tiến bộ rất tốt. Một số nhà lãnh đạo châu Âu nhận định rằng cuộc khủng hoảng Ukraine hiện tại là cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Ngoài ra, năng lượng hạt nhân cũng là một khả năng. Thưa quý vị, ngày mai mùng 9 tháng 5, gần 70 triệu cử tri Philippines sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử để bầu tổng thống cùng nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt khác của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Hiện tại thì Philippines đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho sự kiện chính trị quan trọng này. Các điểm bỏ phiếu tại Philippines sẽ mở cửa từ lúc 6 giờ, tức 5 giờ giờ Hà Nội và đóng cửa lúc 19 giờ, tức 18 giờ giờ Hà Nội ngày 9 tháng 5. Tân Tổng thống Philippines có thể được sướng tên trong vài giờ sau khi kết thúc bỏ phiếu và sẽ nhậm chức vào tháng sau, Ngoài ra, người dân Philippines cũng sẽ chọn phó tổng thống mới, các nghị sĩ, thống đốc và hàng loạt quan chức địa phương. Hiện có 10 ứng viên tham gia tranh cử tổng thống, trong đó hai người được dự đoán có cơ hội chiến thắng cao nhất là nghị sĩ Ferdinand Marcos và phó tổng thống đương nhiệm Leni Robredo. Các cuộc thăm dò cho thấy nghị sĩ Marcos vẫn dẫn đầu, dù phó tổng thống Robredo đang thu hẹp khoảng cách. Phó tổng thống Roberto 57 tuổi tham gia chính trường từ năm 2013, còn ông Marcos Jr 64 tuổi là con trai cựu tổng thống Ferdinand Marcos, trong chiến dịch tranh cử, ông Marcos Jr nhận được sự đoàn kết nhưng đưa ra ít chi tiết về các chính sách của ông và hạn chế tiếp nhận phỏng vấn, tranh luận trên truyền thông. Hiện tại, cựu thị trưởng Davao Sara Duterte, con gái của tổng thống đương nhiệm Rodrigo Duterte, đang dẫn đầu cuộc đua vào vị trí phó tổng thống. Ông Lý Gia Siêu, cựu Tổng Thư ký Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc, đã nhận được 99,2% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 5 để trở thành tân trưởng đặc khu khóa 6. Ông Lý Gia Siêu đã tranh cử với khẩu hiệu Tôi và chúng ta cùng mở ra một chương mới cho Hồng Kông. Ông Lý Gia Siêu là ứng cử viên duy nhất tham gia cuộc bầu cử trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc. Chính khách 64 tuổi này có thâm niên 35 năm trong lực lượng cảnh sát. Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, ông là tổng thư ký chính quyền Hồng Kông. Ban lãnh đạo mới tại Hồng Kông đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trong các vấn đề về xã hội nhà ở luôn được xem là ưu tiên tuy nhiên nhiều người dân hiện vẫn đang phải sống trong những không gian chật trội và căn hộ chia nhỏ do đây là một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới chính quyền mới dự kiến sẽ đơn giản hóa các thủ tục và các phương pháp tiếp cận đa hướng để mở rộng không gian sống ngoài ra ông lý gia siêu cho rằng cần củng cố vị thế của hồng kông với tư cách là một thành phố quốc tế phát huy lợi thế từ sự cởi mở của Hồng Kông kết nối thế giới với đại lục. Dự kiến ông Lý Gia Siêu sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 7 tới. Liên minh châu Âu-EU, Tổ chức Thương mại quốc tế WTO và hơn 20 quốc gia khác, trong đó có Mỹ, đã ra tuyên bố chung về tăng cường an ninh lương thực. Theo đó, thì các nước cam kết sẽ cùng phối hợp để duy trì dòng chảy liên tục của thực phẩm cũng như chuỗi cung ứng nông sản trên toàn cầu. Trong tuyên bố chung giữa EU, WTO và 20 quốc gia, các nhà lãnh đạo cam kết không áp đặt những biện pháp hạn chế thương mại phi lý đối với nông sản và thực phẩm, bởi các hạn chế này có thể làm gia tăng sự bất ổn và có thể dẫn đến một vòng xoáy tăng giá. Bất cứ biện pháp nào mà các quốc gia đưa ra để giảm thiểu những tác động của an ninh lương thực phải ít gây xáo trộn nhất và phải tuân theo các quy định của WTO, qua đó tạo điều kiện cho các thị trường và dòng chảy thực phẩm hoạt động hiệu quả nhất có thể. Tuyên bố cũng nhấn mạnh không nên áp đặt các lệnh cấm hoặc hạn chế xuất khẩu đối với thực phẩm do chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc mua để phục vụ các mục đích nhân đạo. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, giới chức y tế Indonesia vừa xác nhận ca tử vong thứ tư ở nước này do mắc bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ em. Bệnh nhân tử vong mới được ghi nhận là bé gái 7 tuổi và từng được điều trị tích cực tại bệnh viện Đông Java, kết quả xét nghiệm không phát hiện virus viêm gan A, B, C, D hoặc E. Bệnh nhi này có một số triệu chứng điển hình của bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em, gồm vàng da, sốt, tiêu chảy và nôn nói Triệu chứng rõ ràng nhất ở bệnh nhi này là hội chứng vàng da cấp tính. Các chuyên gia kêu gọi người dân không hoảng loạn và tiếp tục thực hiện lối sống vệ sinh lành mạnh để phòng ngừa hầu hết các căn bệnh, không chỉ riêng bệnh viêm gan. Hàn Quốc thông báo số lượng ca mắc COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua tăng trở lại mức 40.000 ca sau khi chính quyền nước này dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, Hàn Quốc ghi nhận 40.064 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc mới lên 17,5 triệu ca. Kể từ giữa tháng 4 vừa qua, Hàn Quốc đã dỡ bỏ gần như tất cả các quy tắc về giãn cách xã hội. Từ tuần trước, chính phủ nước này cũng quyết định dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ngoài trời sau hơn 18 tháng thực hiện. Ngoại trừ trong các cuộc tụ họp lớn từ 50 người trở lên, chính phủ cảnh báo về khả năng các ca mắc mới sẽ gia tăng đột biến sau khi người dân tăng cường các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ kéo dài sắp tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.